Chào tất cả các em. Các em đã học về tập hợp số tự nhiên thì tập hợp số tự nhiên được ký hiệu là N, còn tập hợp số nguyên được ký hiệu là Z. Trong tập hợp số nguyên, các em cần nắm lại một số kiến thức như sau. Đầu tiên, giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên A là khoảng cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số. Giá trị tuyệt đối của số nguyên A được ký hiệu như sau. Giá trị tuyệt đối của A sẽ bằng A nếu A dương, sẽ bằng 0 nếu A bằng 0, sẽ bằng số đối của A nếu A âm. Ví dụ, giá trị tuyệt đối của 5 bằng 5, giá trị tuyệt đối của âm 10 bằng 10, giá trị tuyệt đối của 0 bằng 0. Phần thứ hai chúng ta cùng ôn tập là các phép toán trong tập hợp số nguyên. Thì thứ nhất, hôm nay cô sẽ ôn tập về phép cộng trong số nguyên. Đầu tiên chúng ta cùng ôn lại phép cộng hai số nguyên cùng dấu. Trong phép cộng hai số nguyên cùng dấu, ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cộng hai số nguyên dương. Số nguyên dương chính là số tự nhiên khác 0. Nên cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0. Ví dụ như sau. 5 cộng 3 bằng 8. Trường hợp thứ hai, cộng hai số nguyên âm. Cô nhắc lại quy tắc. Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu trừ trước kết quả. Ví dụ, âm 5 cộng âm 3, giá trị tuyệt đối của âm 5 bằng 5 cộng với giá trị tuyệt đối của âm 3 là 3, và mình đặt dấu trừ trước kết quả thì kết quả của mình sẽ bằng âm 8. Chúng ta cùng qua cộng hai số nguyên khác dấu. Trong phép cộng hai số nguyên khác dấu, ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cộng hai số nguyên khác dấu mà chúng là hai số đối nhau. Thì hai số nguyên đối nhau luôn có tổng bằng 0. Cô có ví dụ âm 3 cộng 3 bằng 0. Trường hợp thứ hai là cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau. Cô nhắc lại quy tắc. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiểu hai giá trị tuyệt đối của chúng, lấy số lớn trừ số nhỏ, rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Cô có ví dụ âm 75 cộng 50. Chúng ta cùng nhận xét thấy giá trị tuyệt đối của âm 75 là 75, lớn hơn giá trị tuyệt đối của 50 là 50. Nên ta sẽ lấy 75 trừ 50. Và xét dấu của kết quả, ta thấy giá trị tuyệt đối của 75 là 75, là số lớn hơn mà mang dấu trừ, nên ta đặt dấu trừ trước kết quả. Và kết quả của mình sẽ bằng âm 25. Ví dụ thứ hai, âm 30 cộng 45. Ta nhận xét tương tự như ví dụ trên, thì giá trị tuyệt đối của âm 30 là 30, để bé hơn giá trị tuyệt đối của 45 là 45. Nên ta sẽ lấy 45 trừ 30 và xét dấu của kết quả. Thì ta thấy giá trị tuyệt đối của 45 là 45, là số lớn hơn mà mang dấu cộng. Nên ta đặt dấu cộng trước kết quả. Và kết quả của mình sẽ là cộng 15. Tuy nhiên, dấu cộng trước một số nào đó chúng ta có thể không cần ghi. Để thực hiện tốt hơn các bài tập về phép tính cộng trong tập hợp số nguyên, tiếp theo cô trò chúng ta cùng ôn lại các tính chất của phép cộng các số nguyên. Tính chất đầu tiên đó là tính chất giao hoán. Cô có công thức tổng quát sau. A cộng B bằng B cộng A. Ví dụ, ta có âm 2020 cộng 1019. Áp dụng tính chất giao hoán sẽ bằng 1019 cộng với âm 2020 bằng âm 1001. Tính chất tiếp theo là tính chất kết hợp.
Cô có công thức tổng quát tổng của hai số A và B cộng với số C bằng A cộng với tổng của hai số B và C. Cô có ví dụ sau: tổng của hai số 7 và 4 cộng với 16. Ta lấy 7 cộng 4 bằng 11 cộng với 16 sẽ bằng 27. Thay vì vậy, chúng ta lấy 7 cộng với tổng của 4 và 16 thì mình thấy 4 cộng 16 sẽ bằng 20. Sau đó mình cộng với 7 là bằng 27. Thì mình áp dụng tính chất kết hợp và phép tính này thì khi mình tính nhẩm sẽ thực hiện nhanh và tiện hơn. Tính chất tiếp theo đó là tính chất cộng với số 0. Số A cộng 0 sẽ bằng 0 cộng với số A và bằng A. Ví dụ âm 9 cộng với 0 sẽ bằng 0 cộng với âm 9 và bằng âm 9. Tính chất cuối cùng đó là cộng với số đối. Ta có công thức A cộng với số đối của A sẽ bằng 0. Tính chất này cũng giống như là cộng hai số nguyên đối nhau. Ví dụ 2019 cộng với âm 2019 là bằng 0. Đây là các kiến thức mà các em đã được học. Tiếp sau đây chúng ta sẽ qua phần bài tập để củng cố lại các kiến thức đó. Chúng ta cùng qua bài tập thứ nhất. Với bài tập này, bằng những kiến thức vừa ôn tập, các em cố gắng hoàn thành cho cô. Các em cứ chú ý đọc thật kỹ đề bài và cô chúc các em hoàn thành thật tốt bài tập này nhé. Chúng ta cùng qua bài tập thứ hai, thực hiện phép tính sau, tính nhanh nếu có thể. Câu A. Với bài tập này, các em cần chú ý, chúng ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước và đây là phép tính cộng hai số nguyên âm. Thì sau khi có kết quả, sau đó chúng ta lấy kết quả cộng với 5. Câu B. Đây là một tổng 4 số hạng. Số hạng thứ nhất là âm 3. Số hạng thứ hai là âm 350. Số hạng thứ ba là giá trị tuyệt đối của âm 7. Số hạng thứ tư là 350. Trước tiên chúng ta phải tính giá trị tuyệt đối của âm 7 trước. Giá trị tuyệt đối của âm 7 là 7. Ta thấy số hạng thứ hai và số hạng thứ tư là hai số nguyên đối nhau. Vậy ta có thể dùng tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện phép tính này. Chúng ta tính tổng trong ngoặc vuông, rồi sau đó các em tiếp tục thực hiện bài tập này. Thì như vậy, cô vừa hướng dẫn các em cách vận dụng tính chất trong phép cộng để giải quyết một số bài toán tính nhanh. Sau đây chúng ta qua bài tập thứ ba, tìm số nguyên ít. Với câu A, chúng ta cần thực hiện phép cộng hai số nguyên âm ở vế phải trước. Ta có âm 3 cộng âm 15 bằng âm 18. Để tìm ít, các em sẽ làm như thế nào? Thì câu hỏi đó cô dành để cho các em suy nghĩ. Tương tự bài A, qua câu B, chúng ta thực hiện phép tính ở vế phải. 15 chia 5 sẽ bằng 3. Sau khi thực hiện phép tính ở vế phải, ta thực hiện tìm ít như câu A. Tiếp tục sang câu C, cũng giống như hai câu A và B, chúng ta cần thực hiện phép tính ở vế phải. Nhưng các em chú ý, ở vế phải có phép lũy thừa. Vậy chúng ta cần thực hiện phép lũy thừa đó trước. Ta được kết quả đó các em có thể điền vào chỗ trống này. Để tính tiếp, ta sẽ chuyển âm 33 sang vế phải và ta sẽ được kết quả. Và muốn tìm ít, ta sẽ lấy kết quả đó chia cho 5. Và đó chính là giá trị của ít. Trên đây, cô trò chúng ta vừa ôn lại số kiến thức trong phần tập học số nguyên. Thì cô mong rằng nó sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức của mình đã học. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 lần này, thì cô mong rằng các em sẽ khắc phục được những khó khăn của mình để thích ứng được những bài giảng trực tuyến như thế này. Các em nhớ thực hiện đúng những khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra để cùng cả nước phòng chống dịch bệnh COVID-19 này nhé. Cô chào các em.